Alo, alo mọi người ơi. Hello. Hello, 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 hello. Hello mọi người đang xem. Hello các em. Hôm nay có tối hay sáng quá không ta ơi? Sai. Thầy chậm 2 phút. Hôm nay 9:35 học nhá. Hôm nay thầy về hơi muộn. Thì phải làm sao? Thầy bị điểm danh à? Hôm nay thầy mà vào muộn là thầy bị điểm danh à? Có bị điểm danh không? Anh em ơi, có bị điểm danh không? Nào. 9:35 nhá. Hai thầy, hai em. 9:35 học nha. 9:35 học, 9:35 học. 9:35 mình sẽ bắt đầu học. Xem nào, hôm nay học lại tiếp tục học với vector. Vector. Hay nhá, hôm nay học cực kỳ hay ấy nhá. Buổi thứ ba. Hello thầy, hello em. Hello em. Hôm qua thầy đã lập kênh ở đâu thì thầy không nói. Thầy lập kênh có tên là thầy Mong. Thầy Mong chị. Nhưng không có dấu đâu. Không có dấu đâu. Không có dấu đâu nhé. Chữ này nhiều đứa bảo là thầy. Nhiều đứa vào chắc chắn bảo thầy là kêu là mạng Free Fire. Không 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 nhá, lập kênh nhá. Thầy mong try nhá. Try này có nghĩa là cố gắng nhá, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu từ try này không? Try này có nghĩa là cố gắng nhá. Nhiều đứa bảo là thầy mong chỉ, không phải nhá. Thầy mong try có nghĩa là cố gắng. Mạng bị chỉ không? Try 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 try. Không thấy thầy luôn. Ủa alo thầy ơi. Đang lag à? Đang lag à? Đang lag à? Mạng thầy đi chơi. Hỏng rồi, tôi cài cái mạng 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 xịn nhất cái khu này đấy. Tôi đang cài cái mạng mà là mạng xịn nhất, mạng thầy đi chơi. Hỏng rồi, tôi cài cái mạng 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 xịn nhất cái khu này đấy. Tôi đang cài cái mạng mà là mạng xịn nhất. Nó hỏi là thầy ấy mấy cái này ở đâu, đâu đâu thì ghi mấy cuốn sách này vào, ai mua gì mua nhá. Thầy vẫn học ở trong cuốn tổng ôn thôi nhá mọi người, một lòng một dạ nhá, không thay đổi gì cả, một lòng một dạ học trong cuốn tổng ôn. Alo, 1 phút nữa mình học. Ôi trời, đông người thế nhở, đông người thế ta ơi, đông người thế ta ơi. Ghi mấy cuốn sách này vào. Ok man. Rồi. Bao giờ thầy lái tiếp? Lấy sách thầy kia tặng ra làm đi thầy. Chưa chưa, mấy hôm nữa nhá. Hôm nay thầy được tặng một sách ngon lắm. Đây đây được tặng sách này. Xịn lắm. Sướng. Cuốn này to sướng lắm. Cuốn này thiết kế riêng cho livestream. Sướng cực, chữ to, mấy nữa chữ to nhìn sướng. Không. 50 đề minh họa toán. Trần lực fan. Ok, chuẩn bị học nhé. Chuẩn bị học. Ui vàng. Làm sao để quay ngang điện thoại ra được? Mọi người thấy có rõ không? Mọi người thấy có rõ không? Để thầy bắt đầu. Để thầy bắt đầu. Để thầy bắt đầu. Làm sao để quay ngang? Ok là. Luôn nhá. Hôm trước mình học đến câu 19 rồi. Hôm nay câu 20 luôn. Có nét không nhỉ? Muốn nét thì phải đặt cái này ở đây. Chờ tí. Muốn nét thì phải đặt cái cục sạc ở đây. Thì nó sẽ nét. Hôm trước mấy idol bên TikTok nhắn tin cho thầy rồi. Này học, học vector. Học vector là đứa con của hình học ấy. Máy cạo râu à? Không. Không máy cạo râu, thầy ơi bảng nguyên hàm. Nhá, nhìn này. Luôn này. Hôm trước thầy đang dạy rồi. Có một cái mẹo là gì? Nếu như ở đây nó có hai vector nhá, mình nháp luôn được nhá. Ở đây nó là vector này. Mình không cần biết là gì cả, mình thấy A, mình thấy MB bằng 2 lần MA, mình có thể nháp luôn là B. Mình rõ ràng mình thấy là viết vector MB đúng không?
mình có thể viết là b trừ đi m đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nếu mà về cái cách mình trừ đi tọa độ thì mình làm như thế. Vậy nên hai thằng này này, mình sẽ suy ra được là sẽ có là công thức như sau nhá. B trừ đi m đúng không? Cái đầu của vector trừ đi cái đít của vector bằng bằng hai lần này, hai lần mở ngoặc ra a trừ m. Được chưa? Được chưa? Cho nó nhanh nhé, đây là cách làm trắc nghiệm cực kỳ nhanh. Tóm lại là b trừ m bằng bằng nhân tung ra 2a trừ đi 2m nhá. Học kiểu này thì không trĩ nhá, học kiểu thông minh này thì không bị mệt, không bị trĩ nhá. Chuyển vế nào, chuyển vế, chuyển vế, chuyển vế, mình tương đương với có m sẽ bằng 2a trừ đi b, được chưa? Tóm lại là như thế. Bây giờ mình muốn tìm tọa độ của m rồi, mình thay vào, mình gọi đây là xm này sẽ bằng, đúng không? Đây là công thức chung nhá, công thức chung này. Mình muốn tính xy thì mình thay giờ nó là im này, zm. Được chưa? Ở đây mình lần lượt, ở đây lần lượt mình thay là gì? Xa, ia, za, xb, ib, zb, được chưa? Thằng này là bằng xa 1 đúng không? 1 2 nhân 1 trừ đi âm 2 có nghĩa là cộng với 2. Được chưa? Tiếp theo điền luôn này. Im đúng không? Im bằng 2, m bằng 2 a trừ b. Mình cứ thay y, đây là hàng của y, đây là hàng của x này, thay vào cái công thức chung này nhá. Được chưa? Mình sẽ có 2 nhân a có nghĩa là 2 nhân 2. 2 nhân 2 cộng với này, cộng với cộng cộng a trừ đi chứ, quên, trừ đi, trừ đi, trừ đi 1. Được chưa? Trừ đi 1. Cuối cùng thằng ZM này, ZM có phải là bằng 2 nhân a. 2 nhân z của a đúng không? 2 nhân 3. 2 nhân 3 trừ đi 2. Được chưa? Vậy nên thằng này bằng gì? Thằng này bằng 4. Thằng này bằng 3. Và thằng này bằng 6 trừ 2 bằng 4. 4 3 4. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Đáp số là đáp án D. Sách tên gì vậy? Sách tổng ôn nhá. Sách tổng ôn. Mọi người hiểu cách làm này chưa? Ai hiểu rồi comment yêu thầy. Ai hiểu rồi comment yêu thầy. Hello thầy đẹp trai. Ừ thầy đẹp trai cũng bình thường ấy. Thầy cũng không đẹp trai lắm. Ví dụ như xếp 10 người thì kiểu gì thầy cũng trong top 3. Vậy thì thầy có thể thầy vẫn thua hai người. Không đẹp trai lắm. Đó, mọi người nhá. Ví dụ như trong này, ví dụ như lấy 10 đứa ra đứng cạnh thầy thì kiểu gì thầy cũng trong top 3. Thầy cũng trong top 3 vậy ấy, thì thầy vẫn thua hai đứa. Cho nên là không đẹp trai lắm. Công thức ở đâu? Ở ở đâu vậy thầy á? Cái này là công thức mẹo nhé. Công thức mẹo được chưa? Công thức mẹo được chưa? Đối với cái vector MB này này, từ M phi đến B thì cách tính là mình lấy B trừ đi M. MA thì mình lấy A trừ đi M. Hai về đằng trước vẫn giữ nguyên. Tóm lại là mình quy nó về công thức này. Quy nó về công thức này. Được chưa? Bao giờ thầy dạy đại? Đứa thì đòi học đại, đứa thì đòi học hình. Giờ tôi chiều ai đây? Tiếp theo này, câu 21 đáp án gì? Câu 21 đáp án gì? Đẹp trai H2 còn không bị trĩ nữa. Quá tuyệt vời. Ok. Tại sao B lại phải lấy ngược dấu lại ạ? À? Tại sao B lại phải lấy ngược dấu lại ạ? À? Có nghĩa là sao? Công thức sách giáo khoa này. Công thức sách giáo khoa muốn tính tọa độ của thằng M. Muốn tính tọa độ của thằng MB đúng không? Thì mình phải lấy tọa độ này của B này. XB trừ đi XM đúng không? IB trừ đi IM đúng không? Đúng không? Và ZB trừ đi ZM. Được chưa? Thì thầy viết tắt lại là B trừ đi M. Hiểu không nhỉ? Thế thôi. Thầy viết tắt lại là B trừ đi M. Giải đề vừa số vừa hình. Mấy nữa giải đề? Câu 21. Câu 21 đáp án C. Câu 21 chúng nó khanh C hết. Rồi câu 21 làm như sau. Phân tích thằng này luôn. Phân tích thằng này luôn. Thằng này mình vừa thầy vừa thấy ở đúng không? Suy ra mình có này. M trừ đi O. Đúng không? Bằng bằng này. Hai lần. Hai lần mở ngoặc ra. B trừ đi A. Được chưa? Trừ đi C trừ A. Mở ngoặc ra. C trừ A. Được chưa? Đó. Đây nhá. Tí nữa lắp là xong. Được chưa? Nhá, nhìn đây mình sẽ có là m đúng không? M sẽ bằng, có m không mọi người ơi? M có m không? M có đang bị m không đấy? M thì nói một câu nhá. M sẽ bằng 2 2b trừ 2a. 2b trừ đi 2a. Đúng không? Trừ đi c cộng a. Được chưa? Thằng này tương đương với a, thằng này sẽ bằng là 2b trừ đi thằng này, hai thằng này đúng không? Hai này còn trừ a trừ đi c, được chưa? Được chưa? Tóm lại là m bằng 2b trừ đi a trừ c nhá. Được chưa? Bây giờ mình muốn tính tọa độ của điểm m đúng không? Thay vào công thức này thôi, thay vào công thức này thôi. Ví dụ như mình muốn tính x của m đúng không? X này, xm đúng không? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng hai lần xb. Hai lần xb có nghĩa là bằng hai nhân mấy? Hai nhân 1 đúng không?
2 nhân 1 này trừ đi a là 3 đúng không? XA hàng 3 trừ đi 1 đúng không? Vậy thằng này sẽ bằng gì? 4 a à, 2 trừ 3 trừ 1 2 trừ 4 bằng trừ 2. Được chưa? Kiểu gì đáp án này loại? Được không? Đáp án này loại, còn mỗi đáp án A và đáp án C thôi. Được chưa? Tiếp theo đến IM này. IM sẽ bằng gì? IM sẽ bằng IB, 2 lần IB, 2 lần IB, 2 lần IB có nghĩa là 2 lần âm 1 là âm 2, 2 nhân với cả âm 1. Được chưa? Trừ đi A. Trừ đi A, đúng không? Trừ đi Y của điểm A, trừ đi 2, đúng không? Trừ đi C, Y của điểm C. Cái dòng này là dòng Y nhá, dòng này dòng X nhá, đúng không? Sẽ trừ đi Y của điểm C, trừ đi Y của điểm C có nghĩa là trừ đi âm 1 là cộng với 1, đúng không? Thằng này sẽ bằng gì? Âm 2, trừ 2 là âm 4, âm 4 cộng 1 bằng âm 3. Đúng chưa? Đúng chưa? Ơ sai rồi. Xem lại, xem lại, xem lại, xem lại. Thằng này sai rồi. Thằng này sai rồi. IM. IM sẽ bằng gì? 2 nhân với Y của B. Y của B đâu? Lấy sai à? Y của B là âm 1. Y của B là âm 1. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Sẽ trừ đi này. Trừ đi Y của A. Trừ đi 2. Đúng không? Cuối cùng là trừ đi C. Trừ đi C. Y của C. Trừ đi Y của C. Thầy lấy nhầm. Thầy lấy nhầm đúng không? Thầy lấy nhầm đúng không? Y của C là 2 cơ. Y của C nó là 2 cơ đúng không? Y của C là 2 vậy trừ đi 2 đúng không? Vậy thằng này sẽ bằng gì? Âm 2 trừ 2 này bằng trừ 6 cơ. Đúng không? Nhầm 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 nhầm. Thầy xỉn rồi. Sao lại xỉn? Và vô vẩn. Nhá. Lùi này. Được chưa? Lùi xuống dưới. Sách này nó nhỏ quá đúng không? Vậy nên thằng này bằng âm 6 này. Thằng IM này sẽ bằng âm 6 này được chưa? Âm 6 này được chưa? Âm 6 đến đây. Rồi, chắc chắn đáp án A rồi. Đáp án C rồi. Ai hiểu bài này rồi? À, em tưởng lấy điểm 0. Điểm 0 nó là 0 rồi. Điểm 0 nó là 0 rồi. Giảng cho em hai dòng đầu tiên với thầy. Giảng cho em hai dòng đầu tiên với thầy ấy hả? Ok, ai hiểu câu này rồi? Nhẩm là ra đúng rồi. Nếu như các bạn sử dụng cách tính này, nhẩm là ra này. Yêu thầy em, yêu thầy, ok, ok. Chúng ta yêu thầy hết rồi. Học từ hôm qua đến giờ thì chắc chắn là phải yêu thầy rồi. Bởi vì hôm qua thầy giảng rất là hay. Thầy đẹp trai. Thầy đẹp trai, chiều, chiều cái em như chiều vợ, yêu thầy thế. Nói lại đi thầy ơi hả? Nói lại á hả? Nói lại luôn nhá, nói lại nhanh nhá. Nhanh 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 này, nhanh này. Nhanh có mấy đứa nó ao ngay lập tức. Nhá, nó dọa rồi, nó bảo là thầy giảng chậm, nó ném bánh chưng vào mặt đấy. Nào, OM thì thầy có thể viết là điểm O. Tóm lại này, đối với cái vector OM này thì các bạn lật ngược lại thôi. Mình sẽ có M trừ đi O. Được chưa? Bằng với này, hai lần. Hai lần mở ngoặc ra. Vector AB thì mình lấy B trừ A. Được không? Đây là cách làm trắc nghiệm nhá. Làm tự luận là niệm luôn nhá. Không được dùng cách này làm tự luận, làm trắc nghiệm thôi. Trừ đi này, vector AC thì có nghĩa mình sẽ lấy C trừ đi A. Đều vậy, lấy đầu trừ đít nhá. AC thì C là đầu à, đúng không? A là đít, được chưa? Mình tung cái này ra. Tương đương với có phải thằng này là M không? Vector 0. Trừ đi 0 nghĩa là trừ đi vector 0 ấy nhỉ. Bằng 2 lần B trừ đi 2A, đúng không? Trừ đi C cộng A. Được chưa? Vậy tương đương với ta có M sẽ bằng gì? 2B. Đúng không? Âm 2A cộng A có nghĩa là âm A trừ C. Đó, đến đây. Đến đây được chưa? Đến đây được chưa? Nếu như các bạn nó muốn tính x đúng không? Muốn tính x thì lắp tất cả các x, các loại x vào phương trình này là ra x. Muốn tính y đúng không? Lắp tất cả các loại y vào đây, lắp tất cả các loại y vào đây thì sẽ ra y, z tương tự. Xong. Lại sớm chút đi thầy nhá. À dễ nhỉ? Ừ dễ chưa? Dễ chưa? 300 người đang xem rồi. 300 người đang xem rồi. Nhá. Thầy ơi. Lửa ở dạng thể gì? Lửa ở dạng thể gì ấy hả? Khó thế nhỉ? Khó thế đa ơi. Theo em không khí nếu như nó không ở dạng thể khí thì nó ở dạng thể gì? Câu 22 nào. Câu 22 nào. Câu 22, câu 22, câu 22. Câu 12. Lửa thể cháy. Ác chưa? Ác chưa? Dạng free fire. Lửa là một quá trình phản ứng nha. Đúng rồi, lửa là một quá trình phản ứng. Câu 22 đáp án A. Rồi, câu 22 đáp án A. Thử luôn câu 22 có phải đáp án A không nhá. Nhá, làm nhanh nhá. Mình sẽ làm nhanh đến tầm 10 rưỡi gì đó nhá. Được chưa? Nhá. Rồi, đến đây thì thầy chỉ phân tích cho các bạn là xong nhá. Không còn giải nhiều được chưa? Nó cho điểm B.
và điểm C rồi đúng không? Thì bây giờ mình phân tích thôi. CE có phải là E trừ đi C không? Đúng không? Sẽ bằng với 2 lần B trừ đi E. Nhưng mà các bạn nhớ nha, đừng có viết trống không như này nhá. Đừng viết trống không như này nghe chưa? Có ngoặc vào. Vậy cái này tương đương suy ra ta có là gì? E trừ đi C sẽ bằng 2 lần B trừ đi 2 lần E. Đúng không? Mình chuyển vế đổi dấu, mình đẩy hết E sang một bên. Mình sẽ có suy ra là mình sẽ có gì? 3E. 3E. Mình đi tìm E mà. Mình đi tìm E thì mình phải đẩy hết E sang một bên. 3E sẽ bằng gì? Bằng 2B trừ đi C. Đó, đây là công thức cuối cùng. Muốn tìm X thì thay vào. Muốn tìm Y thay vào. Muốn tìm Z thì thay vào công thức này. Nha, nha. Lan Nhi vào chưa? Đó, Lan Nhi em chào thầy. Quá tuyệt vời. Lan Nhi học rất đúng giờ nhé. Không biết Lan Nhi có người yêu chưa? Nha. Tóm lại là câu này dễ, câu này dễ, chỉ triển khai đến đây thôi. Xong muốn thay x thì thay. Câu 23 nào. Câu 23 làm kiểu gì? Tương tự nhá, câu 23 bỏ qua nhá. Câu 23 đến đây mình vẫn giữ nguyên quy tắc là gì? A trừ đi m sẽ bằng 3b trừ đi 3m. Nha. Được chưa? Nha, được chưa? 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 Cộng C, ừ cộng C, chuyển vế đổi dấu. Nhầm, bóc phốt, lại bóc phốt đi. Lại bóc phốt đi. Nhá. C từ đây âm sang đây thì thành dương chứ còn gì nữa, cái đứa lớp 6 nó cũng biết. Cứ trêu chị. Nhá. Ok. Chuyển vế đổi dấu mà, chuyển vế đổi dấu thì chả cộng C. Nhá. Câu 23 tương tự chỉ có mỗi biến hóa cái này thôi. Thấy thấy chị. Vào vẫn. Ai mà tố cáo là mai là hết live stream ấy nha. Đùa, đừng có dọa tố cáo. Đừng có dọa tố cáo nha. Nha. Rồi, câu 24 đáp án gì? Câu 24 tương tự này. Câu 24 tương tự nhá. Có ai muốn làm câu 24 không hay bỏ qua? Nhá, câu 2, câu 24. Nguyễn Mạnh ơi. Nguyễn Mạnh không biết là cái dân mà học nhiều kiểu gì cũng lòi chĩ à? Làm đi ạ, à. Làm. Làm như làm hẳn hoi câu 24 này nhá. Nốt thầy. Làm câu 24 này giống, câu 24 này giống, giống này, nhìn này. Câu 24 này thì các bạn giữ giữ nguyên cái lập trường như thầy cho thầy nhá. Câu 24 này mình phân tích MA cộng 2MB trừ đi 2MC bằng bằng vector 0 đúng không? Phân tích như sau. Phân tích như sau. Nhìn đây. Hãy nhìn vào tôi đây. Nhá. Giải câu này cũng phải phải cẩn thận đấy nha. Nhìn này, mình sẽ có là A trừ M. A trừ M đúng không? A trừ đi M. Nhắc nhanh thôi. Bằng bằng gì? À quên, cộng với A trừ M. Đóng ngoặc lại đi, tí phá sau cho đỡ sai. Cộng với này, 2 nhân với B trừ M. Cộng với 2 nhân với cả B trừ đi M. Được chưa? Trừ đi 2 nhân với C trừ M. Được chưa? Bằng 0. Nhá, tóm lại như này. Được chưa? Bằng 0 mà mình hiểu đây là điểm 0 nhá. Đây là điểm 0 nhá. Điểm 0 thì có tọa độ là 0 0 0, được chưa? Rồi đến đây mình phá ngoặc ra sẽ có là a trừ đi m cộng với 2b trừ đi 2m trừ đi 2c cộng với 2m bằng 0. Được chưa? Học hình mà chế. Ừ, đến đây tương đương mình có này. Hai thằng m này mất với nhau rồi này. Hai thằng m này điếc rồi đúng không? Hai thằng m này điếc rồi đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Rồi, mà đến đây mình sẽ có là gì? Ném m sang một bên phải không? Mình sẽ có là a. A này cộng với cả 2B trừ đi 2C sẽ bằng M. Được chưa? Đến đây ai hiểu rồi comment yêu thầy. Chỉnh lại sách đi à? Chỉnh lại sách đi à? Ok, đây đây. Chờ thầy tí, chờ thầy tí. Chờ thầy tí. Nó ưa kê lên cao ấy mà. Đợi thầy tí, đợi thầy tí. Kê cuốn tổng ôn ở trên, à, kê cuốn 50 đề ở trên mới chắc. Nó ưa thầy kê lên cao ấy mà. Lại M. Yêu thầy em bỏ tiết đây. Sao lại bỏ tiết? Yêu thầy nhất. Ok. Đến đây nhá, đến đây là mọi chuyện bắt đầu đơn giản rồi nhá. Nào, mình muốn tìm điểm M này, nó hiện tại nó có tọa độ là ABC đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Vậy thì mình muốn tìm A. Muốn tìm A là tọa độ của XM đúng không? Mình thay hết các điểm này tại tọa độ X đi. Ví dụ tại A mình lấy X này. Tại A mình lấy X của 1. 1 cộng với tại B mình lấy X bằng 2 cộng với 2B trừ đi 2 C bằng gì? C bằng âm 1. C bằng âm 1 trừ đi 2 nhân âm 1. Đúng không? Vậy nên thằng A này sẽ bằng gì? B, 2B. B bằng âm 3 nhá. B bằng âm 3. B bằng âm 3, âm 3, âm 3. Được chưa? Được chưa? Được chưa?
Được chưa? Viết luôn tiếp này, viết tiếp này, tiếp tục này. B đúng không? B sẽ bằng bao nhiêu? Tương tự B, B thì mình sẽ lấy những cái y này, y của A đúng không? Y của B, y A bằng -1, -1 cộng với 2 nhân với y của B à, chỗ này bằng 2 thôi. Chỗ này bằng 2 không phải -3 nhá, nhầm. Nhầm hàng. Chỗ này là 2 nhá. Chỗ này mới đúng là -3 này. Chỗ này là -3 này. Trừ đi 2 nhân với, trừ đi 2 nhân với, đây là -2. -2 nhá. Được chưa? Rồi, điểm cuối cùng này, điểm cuối cùng là điểm C. Điểm C sẽ bằng gì? A 3 cộng với, thầy đang không nhìn màn hình đâu nhưng kiểu gì cũng biết là có đứa đang bóc phốt. 2 nhân với này, 2 nhân với B đúng không? B đúng không? Lấy điểm này của B là 5, có bị che không? Là 5 đúng không? 2 nhân 5 đúng không? Trừ đi 2 nhân với 6. Được chưa? Bằng C. Nha. Thầy chỉnh lại sách đi hả? Thế đợi thầy một tí. Lắp thêm cái đèn nữa cho nó sáng. Đợi thầy tí. Lắp thêm đèn nó sáng. Vừa dậy vừa trêu vui nha. Được chưa? Sáng hơn chưa? Sợ là sáng nó chói quá, sáng nó hay đi kèm với chói. Sáng nó chói quá rồi. Tố cáo. Ok, vậy thì thằng này bằng bao nhiêu? Thằng này cộng lại bằng bao nhiêu? Không? 1 cộng 4. 1 cộng với 4 mà cộng với 2. 1 cộng 4 cộng 2 bằng 7. A bằng 7. Được chưa? A bằng 7 được chưa? A bằng 7 được chưa? Rồi tiếp theo này. Âm 1. Âm 1 mà trừ đi 6 cộng với 4. Đúng không? Âm 6 cộng 4 là bằng âm 2. Âm 2 cộng với âm 1 là âm 3. B bằng âm 3. Được chưa? Tiếp theo. Thầy có phát lại không? Có. Thầy có phát lại. Bây giờ thầy phát lại rồi nhá. Bây giờ thầy đã bắt đầu phát lại rồi. Thầy bắt đầu phát lại rồi. Còn ở đâu thì tí nữa thầy nói. Xong cái này thầy nói phát lại ở đâu. Tiếp theo này. C bằng bao nhiêu? Đây. 3 cộng với phát lại rồi. Thầy bắt đầu phát lại rồi. Còn ở đâu thì tí nữa thầy nói. Xong cái này thầy nói phát lại ở đâu. Tiếp theo này. C bằng bao nhiêu? Đây. 3 cộng với cả 10 là 13. 13 mà trừ đi 12. Đúng không? Còn 1. Được chưa? Được chưa? Mà đề bài đang nói là gì? A trừ B cộng C phải không? 7 trừ đi trừ 3 cộng cộng gì? Cộng 1. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Vậy thì thằng này có phải là bằng 11 không? Sẽ đáp án. Ồ, đứa nào khoanh 10? Đứa nào khoanh 10 đấy? Hỏng rồi, đứa nào khoanh 10? Ai khoanh 10? Đứa nào khoanh 10 đây? Đứa nào khoanh 10 là D. Đứa nào khoanh đáp án D? Đứa nào khoanh đáp án D đấy? Đứa nào khoanh đáp án D đấy? Đáp án phải là 11 nhé. Rồi. Phát lại hội, không phải hội kín đâu. Phát hội hở luôn đấy, phát hội hở luôn. Tóm lại là phát lại ở đây này. Trong tất cả những nơi khác, trong tất cả những nơi khác thì thầy để là thầy mong, thầy mong, thầy mong try nhá, thầy mong try được chưa, thầy mong try được chưa, thầy mong try được chưa, không phải là thầy mong chỉ nhá, không phải chỉ nhá mà là try nhá, try là cố gắng nhá. Nhiều đứa bảo đây là chữ chỉ nhưng không phải chỉ nhá, đây là chữ try. Được chưa? Đây là hội hở không phải hội kín. Hiện tại hội này đang hở. Ok mọi người tìm rất dễ. Được hết, ở đâu cũng được. Mình không nói những từ nhạy cảm ở đây nhá, mọi người tự tìm thôi. Hội hở. Không phải chỉ. Đây là try. Đấy, 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 Hồng Minh ấy, học sinh ruột. Đấy nó bảo là try đúng không? Try nghĩa là cố gắng, thầy mong try. Không phải thầy mong chỉ. Nhá, không phải chỉ nhá. Ok, học mà để chỉ thì vỡ mồm mà. Ok, sang này cái bài tự luyện này khó hơn nhá. Đến cái phần này khó rồi nhá. Đến cái phần này bắt đầu khó rồi này. Và bắt đầu cần mọi người phải tập trung một tí thì học nó mới dễ hơn. Nhá. Bây giờ câu 1 là bắt đầu ăn gì? Thầy chào dân chơi. chào dân chơi. Chuyển dạng thầy ơi. Chuyển dạng mấy cái này làm nhanh thôi, không phải chuyển dạng. Mấy cái này làm nhanh bởi vì nhiều bạn chưa làm được đâu. Nhiều bạn chưa làm được đâu. À. Vậy thì chuyển câu 7 này luôn. Toán khó quá. Câu 11 đáp án B đúng không? Câu 11 đáp án B. Rồi, bây giờ mình làm như thế nào? Trong không gian này đúng không? Có điểm A và điểm B như này. Điểm M thuộc OI. Đúng không? Điểm M thuộc OI thì các bạn phải đặt như sau, các bạn phải có mẹo đặt nhá. Ví dụ như điểm M thuộc OI đúng không? Hôm trước thầy dặn rồi, điểm M nếu mà thuộc OI
thì tại vị trí y của nó là có giá trị đúng không? Còn các vị trí còn lại lấy bằng không hết. Hiểu không? Tại mỗi vị trí y thôi, nếu như nó thuộc OY thì y có giá trị, còn tất cả còn lại lấy bằng không hết. Vậy nên điểm M nó có tọa độ như thế này. Được chưa? Được chưa? Được chưa nào? Mờ quá thầy ơi. Phát lại cứ tìm ra là thấy, các bạn cứ ở đâu tìm là thấy. Dạng này khuyết x và z đúng không thầy? Thầy cũng không biết nói thế nào mà lần nữa. Tóm lại là dạng này khuyết x và z này. Có y thì sẽ khuyết x và z thôi. Được chưa? Bây giờ mình nói về cái sự cách đều này. Cách đều hai điểm AB có nghĩa là MA sẽ bằng MB. Được chưa? MA sẽ bằng MB, được chưa? Được không? Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là đi viết cái vector MA này thôi. MA sẽ bằng gì? Suy ra MA này sẽ bằng gì? Thầy sẽ đặt cái này bằng M đi nhá, cho đỡ nhầm nhá. M đi. Điểm M có tọa độ là 0M0 đúng không? Vậy suy ra thằng MA này là gì? Vector MA, viết vector MA trước này, xong đi tính độ dài. Đúng không? MA sẽ có tọa độ là gì? A trừ đi M có phải là -1. -1 trừ đi 0 đúng không? Chấm phẩy này. -1 lại tiếp tục này, -1 trừ đi M, -1 trừ đi M. Đúng chưa? Tiếp theo là 0 trừ đi 0 đúng không? Là 0. Được chưa? MA có tọa độ như này. MB thì sao? MB có phải là có tọa độ là gì? Có tọa độ là B trừ đi M đúng không? 3 trừ đi 0 là 3. Tiếp theo này, 1 trừ đi M có nghĩa là 1 trừ M đúng không? Chấm phẩy. Cuối cùng là -1 trừ đi 0 là -1. Được chưa? Đến đây mọi người hiểu chưa? Còn cách tính đơn giản như sau. Nếu như hai thằng này bằng nhau đúng không? Thì dẫn đến một cái hiện tượng là gì? Mỗi thằng này nó bằng căn của các cái này bình phương cộng lại với nhau. Vậy nên ta có là gì? MA đúng không? MA sẽ bằng căn của cái đống này này. Thằng này bình cộng thằng này bình cộng thằng này bình. Có nghĩa là gì? Âm 1 bình phương này. Cộng với -1 trừ M bình phương. Đúng không? Đáng nhẽ là cộng với 0 bình phương nữa nhưng chẳng có gì thôi. Bằng với gì nhá. Nhớ đề bài nhá. Cách đều hai điểm AB nhá. Được chưa? Rồi, MB vậy thì MB sẽ bằng gì? Căn của 3 bình nè cộng với 1 trừ đi M bình này. Đúng không? Cộng với âm 1 bình phương. Được chưa? Nhá, thầy không phải thầy mong trĩ nhá. Thầy mong trĩ tìm còn lâu ra. Được chưa? Rồi, đến đây mình làm như bình thường thôi. Mình lấy cái căn này đi, mình bỏ cái căn này đi. Có phải là 1 cộng với gì? Cộng với 1 cộng M đúng không? Bình phương đúng không? Sẽ bằng với 9 này. 9 cộng với 1 là 10 này. Cộng với này 1 trừ M tất cả bình phương. Đúng không? Đến đây các bạn bấm máy tính các bạn giải ra là xong. Nhá. Đến đây các bạn bấm máy tính các bạn giải ra là xong. Hoặc là các bạn bên đến đây các bạn có thể thay M bằng 9/2 xem thằng này làm có đúng không? Đúng không? Cứ thử thay vào là xong, là ra đáp án thôi nhá. Được không? Alo mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa thì thầy chuyển. Nếu mọi người hiểu rồi thầy mới chuyển. Được chưa nào? Được chưa? Đến đây mọi người được chưa? Không hiểu. Hai đứa hiểu, chuyển thầy. Ok chuyển nhá. Tiếp theo, câu 2 này chọn đáp án gì? Câu 2 này giống hệt. Lại trong trục tọa độ này. Điểm thuộc trục OX. À, bây giờ cái khó là các bạn phải đặt điểm thuộc trục OX được chưa? Điểm thuộc trục OX bây giờ nó sẽ là điểm N chẳng hạn. Điểm thuộc trục OX nó sẽ có tọa độ là N0, 0. Tóm lại là khuyết hai cái trục gì thì sẽ không ở cái trục đấy. Nhá. Là xong. Tí nữa mình lại cho là gì? AN bằng với cả BN. Là xong. Nhá. Rồi, tiếp theo. Đến bài nào nhỉ? Bài 4. Chuyển sang một cái dạng khác. Mình chuyển dạng luôn này. Sách bị cấn một góc rồi thầy. Sao lại cấn nhỉ? Nếu nó bị mờ thì đúng chứ sao lại cấn nhỉ? Nào, bây giờ mình chuyển sang câu 4 nhá. Câu 4 làm thế nào? Rồi, ai làm được câu 4 này giơ tay. À quên nhỉ. Quen mồm. Câu 4 này khoanh đáp án gì? Mọi người ơi, câu 4 này khoanh đáp án gì? Cái này vẫn ok mà. Câu 4 này khoanh đáp án gì? Khẩn trương. Mấy sinh viên đại học Bách Khoa. Nào. Nhá. Câu 4 khoanh đáp án gì? Tích vô hướng bằng 0, đúng rồi. Câu 4 là đáp án C này. Nhìn nhá. Tìm M để tam giác
MNP vuông tại N, tam giác MNP này. Đây là N đúng không? Đây là N này. Sẽ có MNP vuông tại N, có nghĩa là tích vô hướng của thằng này này, tích vô hướng của thằng NP nhân với cả tích vô hướng của thằng N à NM bằng 0. Có nghĩa là NP mà nhân với cả NM bằng 0. Được chưa mọi người hiểu chưa? Sai về lấy chồng. Xem nào, đứa nào sai về lấy chồng? Con Nhi đúng không? Nhi khoanh đáp án gì? Con Nhi nó khoanh đáp án gì? Các bạn ơi, Nhi nó khoanh đáp án gì đấy? Mà nó bảo sai về lấy chồng ấy. Nhi khoanh đáp án gì? Để chốt nào. Nhi có khoanh đáp án C không? Nhi mà khoanh sai đáp án này về lấy chồng luôn nhá, không phải lăn tăn. C đấy à? Ừ, nó C à? Nhi C. B mà thằng Hồng Minh, Hồng Minh, Hồng Minh, Minh, Minh. Minh B à? Minh B. Minh B. Minh B nhá, để xem Minh nó làm đúng hay sai nhá. Tóm lại đại loại là mình phải làm cho NP nhân với NM bằng 0. Được chưa? Bây giờ đi viết này. Bây giờ đi viết đúng không? Đúng không? Được chưa? Đến đây mình sẽ có là gì? NP ở đâu? NP mình đi tìm NP đúng không? Và vector NP và vector NM. Được chưa? Đi tìm hai vector này thôi. Nhưng mà thầy đang hết chỗ viết này. Cày thế ta ơi. Cày quá nhỉ. Được chưa? Rồi, vector NM này bằng bao nhiêu? Có phải là, à quên, vector NP có phải là P trừ N không? P trừ N thì mình viết lần lượt như sau. Thằng này có phải là bằng 1 trừ đi âm 1, có phải bằng 2 không? 2 nhá. Được chưa? Tiếp theo mình có M trừ 1 trừ đi 1, có phải là thành M trừ đi 2 không? Nhá. Tiếp theo này. 2 trừ đi 1. Đúng không? 2 trừ 1 bằng 1. Xong, xong vector NP rồi. Tiếp theo đến vector NM này. Vector NM bằng M trừ đi N. M2, 2 trừ đi âm 1. Có nghĩa là 2 cộng 1 là bằng 3. Được chưa? 3, 3 mà trừ đi 1, đúng không? N trừ đi M mà. Cái này bằng 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 M chứ. M trừ đi N mà. Đúng không? Đúng không? Vậy thằng này sẽ bằng 3 trừ đi 1 còn 2. Thằng này là âm 1 trừ đi 1 bằng âm 2. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi. Tích vô hướng hai vector này, được chưa? Bằng 0. Nhá, mình sẽ lấy là 2 nhân 3 cộng với m trừ đi 2 nhân với 2. Được chưa? 2 nhân 3 này cộng với thằng này nhân 2 này cộng với thằng cuối, hai cuối nhân với nhau này cộng với 1 nhân với cả âm 2 bằng 0. Được chưa? Được chưa? Thằng này bằng 6 này, 6 cộng với này 2m trừ đi 4 này cộng với này à trừ đi 2 bằng 0. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Vậy tóm lại là đây là 6 cộng với a 6 trừ đi 4 trừ đi 2 hết hết hết, còn mỗi 2m bằng 0. Vậy m bằng 0. Ôi thằng Minh đúng, thằng Minh đúng. Minh đúng. Minh đúng, Minh đúng, Minh đúng, Minh đúng, Minh đúng, Minh đúng, Minh. Nhi ơi là Nhi ơi, Nhi chọn C đúng không Nhi ơi? Nhi chọn C phải không Nhi ơi? Là Nhi ơi là Nhi ơi. Hỏng rồi. Thằng cu Minh nó đúng rồi. Cú Minh nó đúng nha, Minh nó đúng còn Nhi à? Nhi, Nhi ơi, Nhi ơi. Nhi ơi, Nhi ơi tháng sau đừng có đăng ký mạng nữa. Nhi ơi tháng sau đừng đăng ký mạng nữa Nhi ơi. Thôi, lấy chồng đi em ơi. Lấy chồng, lấy chồng. Học trường này gì nhỉ? NEXT. Ồ, cho nó sang. Nhá, Nhi về lấy chồng. Về lấy chồng ngay lập tức. Còn lại, Nhi kết hợp với Duy là hợp vậy. Nhi mà kết hợp với Duy là hợp. Nha, nha. Nhi mà kết hợp với Duy là hợp rồi, ok. Tiếp theo câu 5 này tương tự nhé. Câu 5 này không phải nói lại nữa nhé. Trăm mâm thử lòng mọi người thôi à. Thử lòng mọi người thôi. Nhi với Duy là hợp nhau rồi. Em với ai hả thầy? Em mà học học Em mà lúc nào mà trả lời sai thì mới phải lấy vợ. Còn tình hình cứ trả lời đúng này thì học tiếp. Cho em lại công thức đi thầy. Công thức đi thầy à? Đây, công thức đi thầy. Công thức đi thầy. Đây, ví dụ mình có hai vector như này đúng không? Hai vector như này được chưa? Tích vô hướng của nó, tích vô hướng của nó thì thầy thì bạn cứ lấy này. X nhân x, y nhân y cộng cộng với z nhân z, ba thằng này cộng nhau. X nhân x này cộng với y nhân y này cộng với z nhân z bằng 0 là ra tích vô hướng. Sao thầy coi bói luôn rồi? Ừ, thầy coi bói luôn. Thôi thực ra là học sinh mà nó đã trả lời sai mà những cái câu dễ như này thì tốt nhất là thầy làm thầy bói được. Nhá, thầy làm thầy bói được. Được chưa? Rồi, tiếp theo này.
Tam giác ABC vuông tại C. Nào, nhiều đứa vẫn sai nhá. Nhiều đứa vẫn sai ABC vuông tại C này. Cố gắng vẽ ra. C này. ABC. Đúng không? Nhiều đứa viết là vector AC nhân với cả vector AB bằng 0. Xong rồi chổng đít ra tính nhá. Nhiều đứa làm như này xong rồi chổng đít ra tính. Xong bảo thầy ơi, em cũng nhân vô hướng bằng 0 mà vẫn sai nhá. Bà vẫn sai nhá. Nhá, nhìn lại nhá, cái này là sai nhá. Cái này là sai nhá. Mình phải lấy cái điểm này làm gốc này, phi ra, điểm này làm gốc phi ra. Mình sẽ lấy CA nhân với cả CB bằng 0 nhá. Cái này mới đúng nha, cái trên sai nhá. Được chưa? Qua dạng đi, nể luôn chứ còn gì nữa. Rồi qua dạng. Qua dạng. Rồi, ông nào làm hộ tôi câu 7 này. Câu 7 này. Làm hộ câu 7 này với. Câu 7 sẽ đáp án gì? Câu 7 này sẽ đáp án gì? Thầy bán máy cạo râu hoặc sạc điện thoại không thầy? Hôm trước là TikTok nó dọa là đưa cái gì lên là phải bán cái đấy. Đưa cái gì phải bán cái đấy. Thế bây giờ làm sao? Thầy không bán máy cạo râu, có râu máy cạo râu mà bán. Thầy có cái nịt. Bán đúng cái nịt. Câu 7, câu 7 chúng nó chọn đáp án. Câu 7 có đứa C này. Tĩnh rồi thầy ơi, không tĩnh, không tĩnh, không tĩnh. Không tĩnh nha, không tĩnh nha. Làm gì tĩnh được, câu 7 đáp án C. Được chưa? Còn ai chọn đáp án khác không? Chắc chắn là một trong bốn đáp án. Thầy ơi, thầy tuyệt vời quá. Nịt được free ship, được free ship. Thầy kiểu học sinh hút à, đúng rồi. Thầy kiểu học sinh hút thua rồi. Nào nào, còn ai đáp án khác không? Nhìn nhá, nhìn bài này làm theo bài này làm kiểu gì nhá. Rồi. Bài này này, trong không gian OXYZ cho hai điểm này. Được chưa? Tìm điểm C thuộc trục OX sao cho tam giác vuông tại C. Nhiều đứa vào nó làm như sau. Nhiều đứa vào nó làm như sau nha, nó đặt điểm C này. Nó đặt C có tọa độ là nó thuộc OX đúng không? Thuộc OX thì nó đặt là C có tọa độ là A. Không không. Được chưa? Nó tọa độ là đặt tọa độ là như này được chưa? Và nó cho tam giác vuông tại C được chưa? Tam giác vuông tại C có phải là CA không? Có phải là CA tia CA vector CA nhân với cả vector CB bằng vector không không? Bằng không được chưa? Được chưa? Thế thì chúng nó đi tìm CA. Chúng nó đi tìm CA nhá. CA bằng gì? CA bằng gì? CA có phải là bằng bằng A trừ đi C không? Không trừ đi A này. Được chưa? Chấm phẩy. A trừ đi C đúng không? 4. 4 trừ đi 0 bằng 4 này. 4 trừ đi 0 bằng 4 này. Được chưa? Tiếp theo là 2 trừ đi 0 còn 2. Đó. Vector CB là gì? Vector CB là gì? Vector CB ở đây là gì? Có phải là B trừ đi C không? 1. 1 trừ đi A. Được chưa? Tiếp theo này. 0. 0 trừ đi 0 đúng không? 0 này. Tiếp theo này. Âm 1. Âm 1 trừ đi 0 là bằng âm 1. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nhá. Hai thằng này nhân với nhau bằng 0 đúng không? Thì suy ra mình sẽ có là âm A nhân với chỗ này âm A nhân với gì? Nhân với âm A đúng không? Hai thằng âm A nhân với nhau. Hai thằng âm A nhân với nhau cộng với này, 4 nhân 0 bằng 0. Cộng với 2 nhân âm 1 là bằng âm 2 bằng 0. Được chưa? Được chưa? Cái này mình sẽ có tương đương với gì? Tương đương với gì? Nhìn lại xem có đúng không nào. Alo, hút thuốc. Phương hôm nay học không? Hôm nay thầy live từ mấy giờ? Thầy vẫn live từ 9 giờ 30. Thầy vẫn live từ 9 giờ 30 nhá. Thầy vẫn live từ 9 giờ 30 được chưa? Chỗ này là hai thằng nhân với nhau đúng không? Rồi bằng 0. Nhìn lại xem nào, thầy có nhân sai chỗ nào không? Thầy có nhân sai chỗ nào không? Chỗ này là 4. 4 trừ đi 0 đúng không? 4 trừ đi 0 này. Chỗ này là 2 trừ đi 0 còn 2 này. Chỗ này là 1 trừ đi A này, chỗ này là 0 trừ đi 0 này, chỗ này là âm 1 trừ đi 0 này. Rồi, đến đây mình sẽ có là gì? Đúng không? Đến đây là chỗ này là 4 nhân 0 bằng 0, chỗ này là âm. Chỗ này là còn thiếu 1 kìa, còn thiếu 1 này. Đúng không? Hai thằng này nhân với nhau. Nhầm rồi. Tương đương này, chỗ này sai này, chỗ này sai đúng không? Chỗ này là bằng âm A cơ, âm A nhân với 1 trừ A. Đúng không? Cộng với 0 trừ đi 2 bằng 0. Được chưa nào? Đúng không? Sai đoạn đầu đúng không? Được chưa? Thầy nhìn nhầm chỗ này đúng không? Ok. Chỗ này thì thầy sẽ tương đương với là a bình phương trừ đi a trừ đi 2 bằng 0. Được chưa? Nó sẽ ra hai đáp án. Chắc chắn nó ra hai đáp án là gì? Là gì? A bằng âm 1. A bằng âm 1. Được chưa?
và a bằng 2. A bằng âm 1 và a bằng 2 đúng không? Đúng nhận sai cái. A bằng âm 1 và a bằng 2 đúng không? Rồi, xem đề bài đi. Xem đề bài đi. Vậy đáp án này là phải là đáp án gì? Đáp án này phải là đáp án gì nào? Đây. Điểm C này vẫn có tọa độ là A00 đúng không? Điểm điểm C này vẫn có tọa độ là A00 đúng không? Vậy nên suy ra có phải là có điểm C có tọa độ là âm 100 không? Đúng không? Và điểm C có tọa độ là 200 không? 00 không? Đúng không? Alo, alo. Alo. Tại sao? Nguyễn Quyến đáp án A này đúng rồi. Giỏi, học giỏi quá. Học giỏi thật. Cộng 0,2 điểm. Tiếp theo, còn ai nữa không? Đáp án nào? Đến đây rồi thì đáp án nào? 7A. Ok. Văn Toàn đá cho đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn. Văn Toàn đá cho đội tuyển Việt Nam, đá một phát lên tận nóc nhà luôn. Thầy ơi, sách em mua bị mờ trang này. Bị mờ à? Bị mờ thì hôm nào bị mờ thì vào 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 trang thầy mong try đi. Không phải thầy mong chỉ. Thầy chụp ảnh thầy gửi cho. Nhá, ok. Vỡ mồm rồi, thằng cu quyền lấy vợ về lấy vợ rồi, thằng cu quyền về lấy vợ, thằng cu Văn Toàn đá cho đội tuyển Việt Nam mà chỉ có ăn video bóng thôi. Là hỏng rồi. Nhìn nhá. Điểm C mà thuộc tia OX. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu cái câu đấy không? Điểm C mà thuộc tia OX có nghĩa là A này nó phải dương. A này nó phải dương. Được chưa? Được chưa? Điểm C này, ừ em đã vào nhóm. Nhóm này nhóm hở, ai chả tham gia, ai chả tham gia được, đúng không? Đúng không? Rồi, không phải nhóm kín, nhóm hở nhá. Điểm C mà thuộc OX này, thuộc OX này. Thuộc OX nhá, thì có nghĩa là A này dương. A này dương phải không? Thì thằng này loại. Thằng này loại. Tóm lại là A bằng 2 thôi. Đáp án C. Câu này lừa. Câu này lừa nhá. Đấy, câu này lừa, loại âm 1 chứ. Hiểu không Văn Toàn này? Hiểu không Văn Toàn này? Hiểu không Văn Toàn này? Nhá. Chụp màn hình lại, chuyển câu. Câu này lừa nhé, câu này lừa nhé. Câu này lừa nhé. Rồi, câu 8 này cũng vuông tại B thì thôi. Câu những câu tương tự này nhé. Điểm C thuộc OZ này các bạn cũng phải cẩn thận nhé. C thuộc OZ nhé. Thì đặt điểm C là, đặt cái tọa độ này là 0, 0, 0, 0 C nhé, được chưa? 0, 0 C nhé. Và C này này, C này nó phải dương nhé. C này phải dương, không được âm nhé. Chỉ thế thôi. Hiểu luôn thầy, rõ rồi, ok. Mấy đứa nó rõ rồi. Ok nhá, ok. Học xong với thầy thì không được sai nhá. Tuyệt đối là không được sai. Nhá. Sai. Sai là lấy vợ đấy. Sai là về lấy vợ ngay lập tức. Câu 9. Câu 9 này cũng dễ này. Câu 9 này mình chỉ cần áp dụng bình thường là có thể ra được. Câu 9 này. Hiểu luôn, comment yêu vợ thầy. Ok, hiểu là phải comment ngay lập tức. Nhá. Ok. Câu 9 này đáp án gì? Câu 9 này đáp án gì? Hit teacher. Nào nào câu 9 đáp án gì? Code. Ok, dùng code đi. Đúng rồi, dùng code. Sao lại không âm được ạ? À? Ủa alo, alo. Nhìn này, tại sao lại không âm nhá? Đây là điểm O đúng không? Đây là điểm O đúng không? Mình phi ra đây là OX đúng không? Mình đang phi về phía trước mà. OX là tiến về phía trước mà. OI này, OI là tiến về mà. Lùi ra đằng sau này mới âm nhá các bạn ơi. Nhưng đây để đi từ O lên phía trước này. Đi từ ô lên phía trước này và đi từ ô lên trên này thì các cái đoạn này đều là các đoạn dương nhé, các đoạn này đều dương nhé mấy bạn ơi, nhá 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 các bạn ơi, cũng biết GBA hút cơ à. Ngày xưa thầy học kém lắm, thầy học ở trên trường hút thì học kém kém kinh khủng, học học chỉ cả người ra. 3.4 nhá Nguyễn Ngọc Anh ơi. Thầy được 3.4. Thầy được 3.4, đấy là 3 năm đầu. Đấy là 3 năm đầu. 3 năm đầu. Sau kéo xuống. Sau kéo xuống, sau kéo xuống. Mấy năm cuối có người yêu kéo xuống. Nha, được chưa? Câu 10 này thì bản chất là câu 10 này các bạn đi tìm. Tìm số đo góc ABC đúng không? Góc ABC thì như sau, ví dụ như tam giác như này, tam giác như này. A B C, được chưa? Được chưa? Thì góc B là góc này. Góc B là góc này. Thì nhiệm vụ của mình là phải đi tìm vector phi từ đây nhá. Tính góc nào thì GBA, G là general, G là general, B là point. B là point là điểm, có nghĩa là tổng điểm ấy.
Được chưa? Nhá. Vậy thì chỗ này này, muốn tìm được góc của vector ấy, muốn tìm được áp dụng để công thức cốt ấy. Nhá. Cốt sẽ bằng tích vô hướng, đúng không? Chia cho trị tuyệt đối của vector 1 nhân với độ dài của vector 2. Đó, độ dài vector 1 nhân độ dài vector 2. Được chưa? Được chưa? Đây là công thức. Nhá. Sao màn hình rung lác vậy ạ? À? Thầy cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Điền lắm rồi. Chờ tí đi. Sao nghĩ tại sao lại như vậy mà. Để tìm hiểu nguyên nhân. Nhá, được không? Được không? Và cái chờ thêm một tí. Sao hôm nay lại thế nhỉ? Đợi thêm một tí, nó lag, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Động đất các em ơi. Động đất, thông cảm, động đất. Động đất rồi. Ok. Em chưa học nhưng em vẫn hiểu thầy nói là được nhá. Để thầy thay cái giấy nháp này. Hết giấy rồi. Tính câu 9 cho các bạn xem nha. Sao lại cốt vậy thầy? Nhá, nhìn đây. Đầu tiên mình phải vẽ được tam giác ABC này, nhìn nhá. Tam giác ABC được chưa? A, B, C. Được chưa? Muốn tìm số đo của góc ABC ấy thì mình phải lấy góc B làm gốc này, mình bắn vector ra được chưa? Mình sẽ có vector BA, cần tìm vector BA và mình lại tiếp mình bắn thằng này ra để mình tìm vector BC nhá. Nhiệm vụ của mình là phải đi tìm hai vector này. Nhiệm vụ của mình là phải đi tìm hai vector này. Nhiều bạn cứ nhầm thôi, nhiều bạn cứ nhầm là CB cũng được. Không được nhá, CB không được nhá. Tất cả phải đi từ một gốc ra nhá. Được chưa? Đi từ một gốc ra này, đi từ một gốc ra. Nhiều bạn chưa biết xác định góc đâu. Nhá. Ok, đây là câu 9. Câu 9 nhá, câu 9 đáp án gì? Câu 9 chúng nó đang khoanh đáp án gì đấy? Câu 9 chúng nó đang khoanh đáp án gì? Câu 9 chúng nó đang khoanh đáp án gì? Câu 9 đáp án gì? Sao bắn tùm lum vậy thầy? Không, vector là phải bắn như này nhá, phải bắn theo hai hướng như này. Được chưa? Mình muốn tìm góc của vector mình phải bắn theo hai hướng như này. 9A, ok, thử 9A xem có đúng không? 9A xem có đúng không nhá. Ok. Nhìn đây, mình sẽ đi tìm vector BA. Vector BA là gì? Vector BA có phải là A trừ B không? Rồi, vậy thì vector BA mình làm như sau. Vector BA nhá. Mình làm như sau, cái này phải tính thủ công nhá. Không có cách nào bấm máy tính đi đâu nhá. Thầy giải chi tiết đi ạ. Ok, thầy giải chi tiết nhá. Đây, mình sẽ thấy vector BA là bằng bao nhiêu? Có phải là bằng A trừ B không? A trừ B âm 1 trừ đi trừ 4 có phải là bằng 3 không? Nhá. Âm 1 trừ đi trừ 4 này là bằng 3 đúng không? Tiếp theo này. Âm 2 trừ đi trừ 2 là bằng 0. Được chưa? 4 trừ đi 0 bằng 4. Xong một vector nhá. Xong một vector BA. Thầy bắn hai hướng ạ. À? Ừ, thầy bắn hai hướng. Nói rất đều nhá. Thầy bắn hai hướng, nhiều khi bắn nhiều hướng hơn. Được chưa? Nào, BC nào. BC ở đâu? BC có nghĩa là C trừ đi B đúng không? BC là C trừ đi B. Này, C này. 3 trừ đi âm 4. 3 trừ đi âm 4 có nghĩa là bằng 7. Được chưa? Âm 2. Âm 2 trừ đi âm 2 bằng 0. Được chưa? 1 trừ đi 0 bằng 1. Nhá. Đây, đây là hai vector mình cần tìm. Bắn tùm lum, đúng không ạ? Mấy đứa đang comment bắn tùm lum, bắn có hai hướng thôi mà, tùm lum gì? Vector này bắn nó có hai hướng thôi, không phải tùm lum đâu. Nhá. Xong cái này thầy sẽ dạy cho một số bạn chưa biết xác định của góc của vector ấy. Mình sẽ xác định góc của vector, không đi thi sai nhé, cái loại này đi thi sai nhé, đi thi sai vỡ mồm luôn nhé, được chưa? Còn mình muốn cốt chốt cốt chứ gì, muốn cốt này, à quên, đến đây nhá, thì mình phải xác định được công thức cốt này, cốt của góc B bằng gì, cốt của góc ABC sẽ bằng gì, sẽ bằng vector này này, BA nhân vô hướng với cả BC chia cho độ dài của vector BA nhân với độ dài của vector BC. Được chưa? Công thức đại loại là như này. Bắn pháo hoa, bắn có hai hướng nó pháo hoa gì? Điên à? Nhá, đến đây bằng nhá. Đến đây bằng này. Quan trọng là mình đi tính tính độ dài thằng này đi, tính độ dài thằng này nhá. Tính độ dài thằng BA này, mình suy ra độ dài thằng BA. BA có phải là sẽ bằng căn của 3 bình cộng 4 bình. 3 bình này cộng 4 bình. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo BC sẽ bằng gì? BC sẽ bằng căn của 7 bình cộng 0 bình cộng 1 bình. 7 bình cộng 1 bình. Được chưa nào? Rồi, còn thằng này là gì? Thằng này nhân hai thằng này với nhau có nghĩa là đi nhân.
cứ đi nhân và cộng chúng nó lại với nhau. 3 nhân 7 bằng 21 này, cộng với 0 nhân 0, cộng với 4 nhân 1 bằng 4, cộng với 4, đúng không? Chia cho căn thằng này bằng 5. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Căn thằng này bằng 5 nhá. 9 cộng 16 này. Căn của 25 bằng 5. 5 nhân với này. BC chỗ này là gì? 7 nhân 7, 7 7 49 đúng không? Cộng 1 là 50 đúng không? Sẽ bằng căn của 50. Căn của 50 sẽ bằng căn của 25 nhân 2 sẽ bằng, à viết luôn này, 25 nhân 2 này sẽ bằng 5 nhân căn 2. Siêu kỹ nhá. 5 nhân với cả căn 2. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Bằng 21 cộng 4. Có m không? 21 cộng 4 là bằng 25, đúng không? Chia cho 5 nhân 5 bằng 25. Nhân với cả căn 2, đúng không? Tóm lại thằng này bằng 1 phần căn 2. Được chưa? Cốt mà bằng 1 phần căn 2, cốt mà bằng 1 phần căn 2, thò cái máy tính mà bấm, đúng không? Thì suy ra góc ABC sẽ bằng 45 độ. Ok men. Rồi, ai hiểu rồi comment yêu thầy khẩn trương. Ai hiểu rồi comment yêu thầy khẩn trương. Căn từ trên đi thầy ơi. Không thích căn từ trên. Không thích căn từ trên đấy. Làm như này đi. Cốt đó là mặc định hả thầy? Ok. Ok. Ok 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 nhá. Ok ok, được chưa? Được chưa? Nhá, 45 độ. Yêu thầy. Dễ vãi luôn. Nhá. Ok, yêu thầy. Ví dụ bây giờ thầy có hai vector nhá. Thầy có góc này này. Thầy có tam giác ABC. Thầy có tam giác ABC nhá. ABC nhá. Ví dụ bây giờ thầy đố các bạn là góc của vector CA. Góc của vector CA với CA này với vector BC bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Góc của vector CA với BC bằng bao nhiêu? Nhẩm ra 45 luôn, ok. Em nhẩm được nhưng có nhiều bạn không nhẩm được đâu. Thầy muốn cho các bạn học bản chất. CA với BC bằng bao nhiêu? Ví dụ góc này đi, ví dụ góc này bằng 30 độ. Ví dụ góc này bằng 30 độ. Ví dụ góc này bằng 30 độ thì góc giữa vector CA với cả BC bằng bao nhiêu? CA này. CA mình thấy không? CA phi từ C đến A đúng không? Đúng không? BC, BC phi từ B đến C đúng không? Đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây là đầu thằng này đang chạm vào đít thằng kia, không được. Hiểu không? Đầu thằng này không thể chạm vào đít thằng kia được. Cho nên mình phải tịnh tiến thằng BC này lên đây. Tịnh tiến thằng BC này xuống đây. Được chưa? Xem như B ở đây. Đúng không? Và C. Xem như B ở đây này. Và C nó tịnh tiến xuống đây, được chưa? Thì hai thằng này đang cùng cái đít với nhau đúng không? Hai vector đúng không? Thì thằng này còn lại là 180 trừ 30 còn 150 độ. Được chưa? Nhá. Ok ok nhá. Cách xác định như thế nhá. Thống nhất như thế, nhiều đứa còn sai, nhiều đứa hiểu sai vấn đề. Ok. Chuyển này. Chuyển thôi. Bây giờ chuyển sang bên kia cho nó xong đi. Chuyển bên này cho nó xong đi. Rồi. Làm một vài câu nữa đi ngủ. Cho mấy đứa còn học bài. Nhá. Sao lại ra được 45 độ? Xem tờ giấy xong đi để thầy chuyển. Cái này bằng 150 độ nhé. Được chưa? Chụp ảnh đi. Thầy giảng lại câu kia câu nào? Câu nào? À thầy có đăng video lại trên nhóm thầy mong try ấy. Ừ, không phải thầy mong chị. Vợ thầy chưa kêu đâu. Vợ thầy kêu cũng phải 11 giờ. Điên rồi kêu bây giờ. Thầy like đến 3 giờ sáng. Ừ, để hôm nào. Mai đi, mai 3 giờ sáng nhá. Nhá. Nhá, các bạn nếu mà chưa xem được thì vào nhóm này nhá. Thầy mong. Bọn nó hay gọi là thầy mong chỉ. Nhưng mà y dài nhá, đây không phải chỉ nhá, đây là try nhá. Nhá, vào nhóm này. Nhóm này chắc ở trên TikTok. Nhóm này ở trên TikTok nhá. Tóm lại nhóm này ở trên TikTok nhá. Ở trên TikTok. Ok. Nhá, nhóm này ở trên TikTok nhá. Ok. Tóm lại là bây giờ mình sẽ làm câu nào hay đây, làm câu 17 đi. Làm câu 17 nhá. Làm câu 17 cho nó hay. Câu 17 khoái đáp án gì? Học nhiều lú con mẹ rồi. Sao lại học nhiều? Thầy điêu, hôm nọ cũng bảo là đến 3 giờ sáng mất hút. Học vậy phê ư? Học đến 3 giờ nhá, hôm nay. Mai học đến 3 giờ, hôm nay nghỉ sớm. Hôm qua hôm kia toàn học đến 3 giờ mà. Ờ. Thầy đứng dậy ngồi ư? Thầy dạy mọi người cả tiếng thầy ngồi. Câu 17 đáp án C. Câu 17 đáp án C. Ờ, bây giờ các bạn thử xem câu 17 làm kiểu gì.
trong không gian với hệ tọa độ OXYZ. Người ta cho 3 điểm này mình không cần quan tâm được chưa? Gọi điểm M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho nhá. Các bạn chú ý này, nếu như mà MC, vector MC mà bằng 2 lần vector MB đúng không? Thì mình áp dụng cái quy tắc là gì? Lấy điểm C trừ đi M sẽ bằng 2 lần B trừ đi M. Đây là áp dụng đối với vector nhá. Nhưng mà đây đang là đoạn thẳng này. Đây đang là đoạn thẳng nhá. Đây đang là đoạn thẳng nên mình phải phải phân tích nhá. Người ta bảo là gọi M là điểm nằm trên cạnh BC. Vậy B ở đây nhá. Được chưa? C ở đây. Được chưa? M nằm trên cạnh BC sao cho MC bằng 2 lần MB. MC bằng 2 lần MB có nghĩa là đoạn này phải cắt thành 3. Điểm M nằm ở đây. Đúng không? MC nó chiếm 2 phần này. Nó chiếm 2 phần này. MB nó chỉ chiếm 1 phần thôi. Được chưa? Được chưa? Vậy cho nên ấy, đây là vừa lý thuyết vừa giảng luôn. Vừa học vừa lý thuyết vừa giảng luôn. Nào, vậy cho nên bây giờ suy ra mình sẽ có là vector gì? Vector MC. Phi từ M ra nhé. Mình sẽ có vector MC này. Vector MC sẽ bằng 2 lần của vector BM nhé. Cùng hướng mà. Vector cùng hướng này, thằng này 2 lần, thằng này 1 lần sẽ bằng 2 lần của vector BM. Đến đây ai hiểu rồi comment. Yêu thầy. Đến đây ai hiểu rồi comment yêu thầy. Tại sao mà từ MC bằng 2 lần MB mà mình có thể là MC lại bằng 2 lần BM được? Thấy ngược không? Ngược không? Nếu mà ngược mà hiểu, vẫn hiểu thì comment yêu thầy. Khẩn chưa? Yêu thầy, không được ghét. Điên là nửa đêm nửa hôm ghét nhau. Nhá. Yêu thầy khẩn trương. Yêu thầy nhá. Đến đây làm như thế nhá, được chưa? Đến đây làm như thế thì bây giờ mình đi áp dụng y nguyên, vẫn áp dụng được công thức này. Đến đây là áp dụng công thức rồi, suy ra mình có là C trừ M bằng 2 lần mở ngoặc M trừ B. Được chưa? Được chưa? Nhá, được không? Rồi. Tương đương với mà thôi suy ra đi, không có chúng nó lại bảo là chả có gì cũng tương đương nhá. C trừ đi M sẽ bằng 2 lần M trừ đi 2 lần B. Được chưa? Mình chuyển hết M sang một bên. Chuyển hết M sang một bên nhé. Vậy suy ra ta có là gì? Suy ra ta có là gì? 3M sẽ bằng 3M sẽ bằng C cộng với cả 2B. Tóm lại như này thôi. Được chưa? Các bạn thay x, y, z vào là xong. Nhá. Cho nhanh, thầy tua nhá. Thầy tua nhá. Thầy tua nhá, thầy tua nhá. Các bạn thay x, y, z vào thì các bạn sẽ tìm được tọa độ của điểm M. Được chưa? Các bạn thay x, y, z của điểm C vào, của điểm C và điểm B này vào này. Hiểu không các bạn ơi? Thầy tua được không? Ai đồng ý tua bài này? Ai đồng ý tua bài này? Không yêu thầy mà mến bạn. Thôi, đã chót mến bạn rồi thì nên yêu thầy. Thầy gấp lắm rồi. Tua, 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 tua nhá, tua nhá. Tua nhá. Ok, tua nhanh thầy. Tua nhanh. Tua đi thầy. Nhiều đứa bảo không kìa. Nhiều đứa nó bảo không, nhiều đứa nó bảo không, thương mấy đứa đấy thế nhỉ? Thương mấy đứa kia thế. Nhá, thôi, tóm lại là thêm một tí nữa cho các bạn ấy hiểu. Thêm một tí nữa cho các bạn ấy hiểu. Nhá, đến đây này, đến đây mình sẽ có là mình thay tọa độ điểm C vào. Được chưa? Tóm lại là gì? M sẽ bằng thằng này chia 3. Được chưa? Vậy thì xm đúng không? Đề bài nó đang gọi là gì? Đề bài nó không gọi điểm M đúng không? Mình sẽ có là x của M. X của M sẽ bằng gì? Tọa độ C này, xc này. Gấp lại một tí. XC cộng với cả 2 lần B đúng không? Âm 3. Âm 3 cộng với cả 2 nhân với 0 bằng 0 chia 3. Tóm lại bài thằng này bằng âm 1 nhá. IB à IM, IM bằng bao nhiêu? IM bằng 6. 6 này cộng với 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6 chia 3 bằng gì? 12 chia 3 bằng 4. Được chưa? ZM. ZM bằng gì? Lắp đúng công thức này luôn, chia 3 nhá. C này. 4 đúng không? 4 này, 4 4 cộng với 2 nhân 1. 4 cộng với 2 nhân 1 chia 3 bằng 2, được chưa? Tóm lại là điểm M có tọa độ là điểm M sẽ có tọa độ là âm 1 4 2. Cực kỳ tâm huyết rồi nhá. Đừng đứa nào bảo thầy không tâm huyết nhá. Nhá, đừng đứa nào bảo thầy không tâm huyết mất công nhá. Vậy bây giờ tiếp tục này. Mình nói đến độ dài đoạn AM thì mình phải đi tìm vector AM thôi. Nhá, đi tìm vector AM. AM sẽ bằng bao nhiêu? Có phải là bằng M trừ A không? Âm 1. Âm 1 trừ đi mấy? Âm 1 trừ đi 2 nhá. Âm 1 trừ 2 đúng không? Âm 1 trừ 2 có phải là âm 3 không?
đúng không? 4 trừ đi 0 còn 4 này. Nào, 2, 2 trừ đi 0. 2 trừ đi 0 còn 2 này. Được chưa? Suy ra AM sẽ bằng bằng căn của âm 3 bình phương là 3 bình phương này cộng với 4 bình phương cộng với 2 bình phương. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Vậy thằng này sẽ bằng căn của 9 cộng 16 cộng 4. Được chưa? Bằng căn của 29. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok nhá. Tóm lại chốt nhá. Chốt là căn của 29 đáp án C nhá. Nếu nào cần chụp thì chụp đi. Không thì vẫn có video xem lại. Bây giờ có video xem lại rồi. Vừa nhắc đến mấy cái linh ta linh tinh nó giảm tương tác đi chưa? Nhục chưa? Nhá, ok nhá. Tóm lại bài này hiểu rồi đúng không? Giảng này là giảng đến tận đáy lòng đấy nhá. Đáy lòng luôn đấy nhá. Ok, tiếp tục nào. Tiếp tục. Bài 18 này khá giống nhá. Bài 18 này thể tích V của khối lập phương đã cho. Ok, làm bài này đi. Làm bài này, bài 18 hay. Bài 18 đáp án gì? Bài 18 đáp án gì? Yêu thầy lắm cơ. Chuyển qua vector kiểu gì vậy thầy? Chuyển qua vector kiểu gì là sao? Thôi, tóm lại bài 18 đáp án gì? Bài 18 đáp án gì? Nhanh nhanh lên. Nhanh nhanh lên, buồn lắm à. Nào, bài 18 đáp án A ạ. À, đã thi đâu, đang ôn. Bài 18 đáp án A. Xem đứa nào còn đáp án nào khác nữa không? Xem đứa nào còn đáp án nào khác nữa không? Nào. Hồng Minh hay trả lời đúng thế nhỉ? Quá giỏi. Nào bài 18 đáp án gì? Nay thầy gấp quá, không gấp đâu. Gấp gì? Vẫn tâm huyết lắm. Hôm nay làm buồn gì vậy thầy? Buồn gì vậy thầy? Theo các bạn thì thầy buồn gì? Theo các bạn thì thầy buồn gì tầm này? Làm sao vậy giờ em không biết luôn. Nào, nhìn nha. Nhìn câu 18 này làm kiểu gì nha. Câu 18 này làm kiểu gì? Làm sao vậy giờ em không biết luôn. Nào, nhìn nha. Nhìn nha, nhìn câu 18 này làm kiểu gì nha. Câu 18 này làm kiểu gì? Bây giờ thầy vẽ một cái hình lập phương ra. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ vẽ một hình lập phương ra. Được chưa? Đây. Một hình lập phương đúng không? Cho một khối lập phương đúng không? Đây, khối lập phương đây. Đây là khối lập phương đúng không? Khối lập phương của thầy đúng chưa? Vẽ xuống, vẽ thằng này xuống, tô thằng này lên, được chưa? Thằng này là A, B, C và D. Được chưa? Thằng này sẽ là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Được chưa? Nào, người ta đang cho điểm A thôi. Điểm A này, người ta cho điểm A ở đây. Cho điểm A ở đây nhá. Và điểm C phẩy ở đây. Mà bắt tính thể tích mới đều. Ừ, nó cho mỗi hai điểm này mà nó bắt đi tính thể tích mới đều. Cực kỳ đều luôn đúng không? Khối lập phương thì các bạn phải biết là tất cả các cạnh này bằng nhau nhé. Tất cả các cạnh này đều bằng nhau hết. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ này, có A với cả C phẩy, mình nối A C phẩy lại. Được chưa? Mình đang biết có mỗi A với cả C phẩy thôi, không biết thằng nào khác, đúng không? Đề bài nó đều, nó chỉ cho mỗi A với C phẩy à. Thì làm thế nào? Làm thế nào? Muốn tính được thể tích đúng không? Thì mình phải tính được gì? Tính được gì? Tính được diện tích. Diện tích và diện tích đáy nha, và tính được chiều chiều cao. Được chưa? Nếu như khối lập phương ấy thì mình chỉ cần tính cạnh là xong. Đúng không? Ở khối lập phương thì mình chỉ cần tính cạnh là xong, được không? Rồi, thế thì đề bài hiện tại nó đang cho AC phẩy này. Đúng không? Rõ ràng là AC phẩy đúng không? Thế thì bây giờ các bạn chỉ cần vẽ thằng này thôi, nối thằng này lại với nhau. Nối thằng này lại với nhau được chưa? Nối thằng này lại với nhau được không? Được không? Được không? Được không? Rồi, mình nối. Ba thằng này nhá. Có nghĩa thầy sẽ lập công thức như sau. Ba thằng này sẽ tạo thành một tam giác vuông tại đây, tại điểm A phẩy. Đúng không? Sử dụng định lý Pythagore thì ta có là gì? AC phẩy tất cả bình phương sẽ bằng AA phẩy bình phương cộng với A phẩy C phẩy, A phẩy này, C phẩy này, C phẩy bình phương. Được chưa? Được chưa? Theo định lý Pythagore là như này đúng không? Theo định lý Pythagore là như này đúng không? Rồi, mà tiếp theo nhá. Mình đặt thằng này là A, mình đặt cạnh này là A nhỏ đi. Mình đặt cạnh này là A nhỏ đúng không? Là A nhỏ được chưa? Thì chỗ này thằng này sẽ bằng gì?
Có phải là a phẩy sẽ bằng a nhỏ không? A bình phương đúng không? Cộng với này. A phẩy c phẩy, a phẩy c phẩy. Nếu như mình lắp vào tam giác này thì sao? Nếu như mình lắp vào tam giác này đúng không? Thì có phải tam giác này lại vuông ở đây không? Tam giác này lại vuông ở đây đúng không? Thì thằng này lại là cạnh huyền. Thằng này lại là cạnh cạnh huyền đúng không? Vậy thì có phải là nó sẽ bằng cạnh a phẩy d phẩy không? A phẩy d phẩy bình phương cộng với này d phẩy c phẩy, d phẩy c phẩy bình phương không? Đúng không? A phẩy c phẩy nó là cạnh huyền thì nó bằng hai cạnh bình phương của hai cạnh góc vuông đúng không? Rồi, đến đây mà hai thằng này cũng là a, thằng này cũng là a này, thằng này cũng là a. Đúng không? Vậy nên thằng này sẽ bằng a bình cộng với a bình cộng với a bình. Tóm lại ba thằng này sẽ bằng 3a bình. Đến đây ai hiểu rồi comment. Nào, đến đây ai hiểu rồi comment, yêu thầy khẩn trương. Đến đây ai lại ai hiểu rồi comment, yêu thầy khẩn trương. Comment yêu thầy khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Yêu thầy. Đó. Thế thôi nhá. Tóm lại chỉ vậy thôi. Còn AC đúng không? AC có rồi. AC điểm A điểm C có rồi. Nhá, thêm một tí nữa tính luôn cho nó xong nhưng có mấy đứa nó ỉ ôi. Mấy đứa nó ỉ ôi. Nào. Điểm đâu? Bài này bài thầy đang làm là bài nào nhỉ? Đây, đúng không? AC phẩy đúng không? AC phẩy tính kiểu gì? AC phẩy tính kiểu gì? Vector AC phẩy đúng không? Muốn tính AC phẩy đi tìm vector AC phẩy. Nhá, đi tìm vector AC phẩy này. AC phẩy vector sẽ bằng gì? Có phải là bằng C phẩy trừ đi A không? Sẽ bằng 2 trừ đi 1. Còn 1 này. Âm 1 trừ đi âm 2. Âm 1 trừ đi âm 2 có nghĩa là âm 1 cộng với 2 là 1, được chưa? 4 trừ đi 3 còn còn 1, được chưa? Suy ra ta có cạnh AC, AC phẩy này sẽ bằng gì? Độ dài của vector bằng gì? Bằng căn của 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình sẽ bằng căn của 3, được chưa? Tóm lại là độ dài AC bằng căn 3. Nhá. Nhá. Độ dài AC bằng căn 3. Vậy nên thằng này AC mà bình phương đúng không? Bình phương lên có phải là sẽ bằng 3 không? Được chưa? Bình phương lên sẽ bằng 3. Bình phương lên bằng 3, bằng 3. Tóm lại là A bình này sẽ bằng bằng 1. Đúng không? Suy ra A bình bằng 1. Suy ra A bình bằng 1 và suy ra A bằng 1. Đúng không? Đúng chưa? Còn thể tích ý, thể tích của nó bằng gì? Cạnh này này. Nhân với cạnh này này. Đúng không? Nhân với cạnh này đúng không? Đúng không? Và nếu như mọi người mà học lâu rồi thì mọi người sẽ biết thể tích của hình lập phương bằng a mũ 3 bằng 1 mũ 3 và bằng 1. Tóm lại là thể tích bằng 1 đáp án A. Nhá, đáp án A. Thế thôi. Có gì vậy? Có gì đâu, có gì khó đâu. Nhá, được chưa? Được chưa? Được chưa mọi người ơi? Nhá. Hôm nay học thế thôi, học nhiều chữ. Học vậy thôi, hôm nay học thế thôi nhá, học nhiều chữ, học nhiều chữ. Mai học nốt mấy cái này xong rồi mình chuyển sang tích có hướng. Mai mình học từ câu 19 đến câu 24. Sau đấy mình chuyển sang tích có hướng. Nhá. Học nhiều chữ, học nhiều là chữ, không nên học nhiều, học ít thôi. Học ít thôi mà vẫn hiểu nhiều. Được chưa? Học ít thôi mà vẫn hiểu nhiều, học nhiều chữ. Ok, mai chuyển luôn. Mai chuyển luôn tích có hướng của hai vector nhá. Mai học tích có hướng. Tích có hướng. Mai học tích có hướng của hai vector nhá. Mai học tích có hướng của hai vector nhá. Ừ, thì bây giờ nhiều bạn vẫn đang hỏi là thầy dạy vào lúc nào? Vẫn là 21 giờ 30 phút mỗi ngày. Mỗi ngày nhá. Được chưa? Ngày nào cũng dạy và dạy trong cuốn tổng ôn nhá. Tổng ôn thì thầy đang ghim rồi, cuốn tổng ôn thì đang ghim ở giỏ hàng. Nếu bạn nào mà chưa mua cuốn sách này thì mua đi. Mua đi mà học vẫn đang kịp nhá. Mua đi mà học vẫn đang còn kịp. Bởi vì thầy sẽ dạy đến lúc các bạn thi đại học cơ. Nhá. Từ giờ đến lúc các bạn thi đại học tới mấy giờ vậy? Mai học đến 3 giờ, hôm nay học. Mai học đến 3 giờ nhá. Hôm nay thì nghỉ thôi, thầy mệt rồi. Thầy nhớ đi giải quyết trước khi live. Ừ, thầy sẽ đi giải quyết trước khi live. Ok. Mai học đến đến 3 giờ sáng nhá. Còn hôm nay học thế thôi, hôm nay mệt. Được chưa? Còn nhá. Nếu như các bạn muốn xem lại video ấy thì vào đây, thầy mong. Thầy mong. Thầy mong. Thầy mong. Thầy mong. Thầy mong try nhá. Không phải chỉ nhá. Thầy mong try nhá, không phải chỉ. Được chưa? Mọi người vào đây là mọi người xem lại video được. Tí thầy đăng lại nha. Ok. Nhá. Ok, còn ai mà muốn mua sách hay muốn mua bộ 50 đề ấy,
thì mua dần đi về ôn là vừa. Mấy nữa thầy dạy, trước khi thi khoảng độ 2 tháng thì thầy sẽ dạy 50 đề, mỗi ngày một đề, mỗi ngày một đề, hoặc là trước khi thi khoảng 3 tháng thì thầy sẽ dạy 50 đề. Thầy hôm nào cũng bảo mai học đến 3 giờ. Ôi có những hôm thầy mệt mà. Thầy mệt thì phải cho thầy nghỉ sớm chứ. Thầy còn việc công việc của thầy nữa đúng không? Nhưng mà mai học đến 3 giờ nhá. Hôm trước học đến 3 giờ một hôm rồi chúng nó kêu. Lan Nhi nó bảo là học thế mệt. Thầy hôm nào học nguyên hàm không thầy? Học rồi. Học rồi. Đấy thằng Cú Minh ấy, Cú Minh hôm trước học đến 3 giờ sáng. Hôm nào thầy cũng mệt. Đi làm cả ngày xong rồi cuối tuần à quên, tối dậy vì đam mê. Chẳng mệt à? Đúng không? Thầy ơi. Quyển trên like à? Trên like là quyển nào? Quyển này gì? Quyển trên like là quyển tổng ôn. Thầy Bright, không, Try, thầy Try, thầy Try. Thầy Try chứ không phải là Bright. Try nhá. Try chứ không phải là Bright. Sai rồi. Try không phải là Bright. Vô va vô vẩn. Vẫn là cuốn tổng ôn nhá. Mẹ A báo tĩnh kìa. Điên đầu vãi. Báo đi cu. Báo đi. Vô va vẩn. Suốt ngày báo tĩnh. Gần như buổi livestream nào nó cũng báo tĩnh. Thằng cu TikTok này. Kiểu gì cũng báo tĩnh. Kiểu gì nó cũng lừa nó báo tĩnh được. Tài thật. Năm nay em tốt nghiệp được yêu tỷ lần. Sao lại tốt nghiệp được yêu tỷ lần em ơi? Tốt nghiệp là cả hai hai họ nội ngoại yêu à? Hay sao mày yêu tỷ lần? Tốt nghiệp là khoảng độ yêu 100 lần thôi, 100 âm. Bịp mà đổ lỗi em. Hình hộp cạnh A thì đường chéo là A căn 3 à thầy. Ngồi tính một lúc là ra mà. Ngồi tính một lúc là ra mà, có gì đâu. Ngồi tính một lúc là ra mà. Đúng không? Khi nãy thầy giải là các bạn cũng đủ hiểu gì nữa. Các bạn cũng đủ hiểu gì nữa. Đường chéo là căn 3 đúng không? Đường chéo ở đây là căn 3 này. Đường chéo ở đây là căn 3 đúng không? Thì cạnh là 1. Được chưa? Cạnh là 1 được chưa? Hả? Đường chéo mà là căn 3 thì cạnh là 1. Thế thôi nhá. Đủ hiểu nhá. Mua về nhập ID chỗ nào ạ? À, trong phần mềm nó có hướng dẫn mà. Bây giờ thầy không hướng dẫn được đâu nhá, đừng có gài nhá. Không gài nhá. Đừng có bảo thầy nhập ở trên đừng có bảo thầy nhập trên phần mềm nhá, hôm nọ nhập nó khóa một ngày đấy. Đừng có gạ, gạ là vỡ mồm ấy. Học sinh khá đi hút thì sao thầy? Học sinh khá thì vẫn vào hút bình thường. Có gì đâu. Học sinh khá là vẫn vào hút nhá. Bách khoa hay lắm, bách khoa hay lắm. Có những bách khoa nhá, bách khoa, trường đại học bách khoa như này được chưa? Thầy miêu tả này. Trường đại học bách khoa như này nhá. Đây là cổng parabol này. Ví dụ nhá, đây là đường giải phóng đúng không? Đây là hút này, đây là hút nhá. Đây là hút nhá, được chưa? Đây là đường giải phóng này. Đây là đường giải phóng nhá. Được chưa? Đây là cổng parabol này. Được chưa? Thì mà đây là cổng Trần Đại Nghĩa này. Đây là cổng Trần Đại Nghĩa hay Lê Thanh Nghị thì quên mất rồi. Cái đường nó chạy dọc như này. Đúng không? Đường nó chạy dọc như này và nó xuyên qua trường luôn. Được chưa? Cho nên là các bạn vào bách khoa rất dễ nhá. Các bạn vào bách khoa cực kỳ dễ luôn. Một là mình cố gắng mình thi điểm cao. Được chưa? Hai là mình cũng không cần thi điểm cao đâu. Mình thi điểm thấp mình vẫn vào trường được, được chưa? Mình có đi Grab mình vẫn vào trường được. Hiểu không? Mình có học Y Hà Nội, Y Hà Nội thì mình vẫn vào Bách Khoa chơi được. Tóm lại là vào Bách Khoa không khó, vào Bách Khoa không hề khó, ra Bách Khoa cũng không khó nhá. Tóm lại là điểm cao điểm thấp không quan trọng, vẫn vào được Bách Khoa, vẫn vào được hút chơi nha. Các bạn đừng có hỏi là vào hút có khó không, vào hút dễ nhá, vào hút cực kỳ dễ luôn, kiểu gì cũng vào được hút nhá. Tóm lại là hút nó có một cái đường xuyên như này này, được không nhá? Còn đây là bách khoa, thực ra là có 4 cổng nhá. Nếu các bạn đi sang đây là có một cổng nữa này, đi đây có một cổng nữa này. Đây là cổng chính của bách khoa này, đây là cổng phụ bách khoa này, cổng nào cũng ra được nhá. Y cũng dễ vào luôn, trường đại học Y Hà Nội cũng dễ vào, bách khoa càng dễ vào, cực kỳ dễ, cực kỳ dễ. Có mỗi trường này khó này, có mỗi trường này khó này. Trường trường N N E X T. Trường này khó này. Trường này yêu cầu là phải có người yêu. Trường này yêu cầu bắt buộc phải có người yêu. Những đứa mà chưa có người yêu nhá, còn lâu mới vào được trường này. Nhá. Trường này trường trăm mâm liên hoan cực to luôn nhá.
Trường này mới khó đậu này. Không có người yêu có những đứa nhá. Có những đứa học với thầy nhá. Có những đứa nhá, học với thầy nhá. Thầy sinh năm 2K5. Nhưng có những đứa học với thầy bây giờ nó 30 tuổi rồi. Vẫn chưa có người yêu. Chưa có người yêu. Thế mới khó nhá. Học bách khoa tốt nghiệp được bách khoa. Nhưng mà lại không vào được trường này. Không dành cho em. Hỏng rồi. Trường đấy khó vào thật. Ở đấy thằng Kim Thoa kia kìa. Lan Nhi nữa. Lan Nhi lúc nào mà đòi vào trường này. Đúng không? Nhiều đứa không thể vào được trường này. Có người yêu đâu mà vào. Nhớ, thầy 50 đề toán có được giảm giá nữa không thầy? Hình như là có giảm giá đấy. Các bạn xem có mã không? Nếu các bạn không có mã thì lập một cái nick khác mà mua. Khả năng cao như thế hay hơn. Nhớ, hoặc là mua trực tiếp luôn có mấy nghìn này. Sau Tết thiếu gì tiền. Vào xong nhớ mời tao. Ừ, các bạn mời nhau mà vào. Nhớ. Rồi, ai mua cái gì mà cần cần ví dụ như môn sinh hay là môn hóa hay môn gì thì vào TikTok của thầy, vào TikTok shop ấy. Đều là sách của Moon hết. Thầy đang gắn ở trên đấy, mọi người vào mà xem. Hết rồi thầy, ừ hôm nay học vậy thôi. Cái gì hết? Cái gì hết? Sao lại hết? Chả có gì hết cả. Hôm nay sách nào cũng có. Không có gì là hết cả. Nhá. Còn nhá. Còn các bạn ơi, nếu mà ai mà muốn mua 50 đề thì mua dần đi. Thầy mới được cho 50 đề này. Thầy mới được Moon gửi cho 50 đề. Cái này hay phết đấy nha. Cái này cực kỳ hay nhá. Cuốn 50 đề này hay lắm. Mới được cho, mới được cho, mới được cho, mới được cho cuốn sách 150. Khoái khoái, khoái chí nha. Mấy hôm nữa giảng, trước khi thi khoảng độ 3, 3 tháng thầy giải. Sao chữa 50 đề thầy hử? Ừ, hôm nào chữa, hôm nào chữa, dễ mà. 50 đề dễ, 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 dễ lắm. Dễ cực. Dễ lắm. Nè, mọi người thấy rõ không? Cuốn 50 đề này mấy nữa thầy chữa mọi người thấy cực kỳ rõ luôn này. Cực kỳ rõ luôn. Cuốn này là dành riêng cho idol top top. Cuốn này nhà sách gửi riêng cho idol top top. Mọi người mà mua không được cuốn này đâu. Chỉ có mỗi thầy có thôi. Nhá, chữ to vãi. Em mua rồi nhưng mà chữ không thể to như này được đâu. Một cái trang của thầy nó chỉ có 4 câu thôi. Một trang của thầy nó chỉ có 4 câu, 5 câu thôi. Trang của các bạn nhiều lắm. To không? À. Các bạn mấy nữa mà thầy giảng đây các bạn nhìn sướng mắt luôn. Nha. Đây là 50 đề minh họa nha, môn toán. Mọi người nếu mà mọi người học lý học hóa thì mọi người mua luôn lý hóa mà học. Thể công tiền ship. Sách chữ to, ừ, sách này để giảng bài. Sách này để giảng bài, dành riêng cho đội thầy. Sách này dành riêng, không lo mờ. Nha. Mọi người ơi, thôi nha, thôi 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 nha, muộn rồi. Muộn rồi, buôn vậy thôi. Buôn vậy thôi nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Ai mua gì thì mua. Nhá. Bye bye mọi người. Chào nhau cái đi nào. Chào nhau cái nào. Chào nhau cái để bye bye. Goodbye thầy. Ok, goodbye bạn em. Bye bye bạn em nha. Bye. Bye bye. Bye bye bạn em nha. Ok bye bye. Ok, bye bye. Ao dần đây. Ao dần, ao dần, ao dần. Ngủ ngon nhé. Ừ.